Lại là mình đây. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của anh Hưng Thép. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những điều bạn cần biết khi mua thép hộp mạ kẽm. Nhưng trước hết hãy nhanh tay đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để là người nhận được video sớm nhất từ anh Hưng Thép các bạn nhé. Có thể rất nhiều đại lý đã bán nhiều năm trong ngành sắt thép nhưng chưa thực sự hiểu thép hộp mạ kẽm được làm như thế nào và quy trình mạ kẽm được làm ra sao thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Trước hết thép mạ kẽm là gì? Thép mạ kẽm là vật liệu thép được bao phủ một lớp kẽm bên ngoài giúp chúng có thể tránh khỏi những tác động của môi trường xung quanh. Qua đó hạn chế khả năng rỉ sét, chống oxy hóa và bào mòn, làm tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm. Thép mạ kẽm còn làm tăng tính thẩm mỹ nhờ hệ thống màu mạ đa dạng gồm màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đen, màu cầu vồng. Các phương pháp mạ kẽm thép. Để mạ kẽm thép có 3 phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là mạ kẽm lạnh Mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân. Mạ kẽm lạnh được thực hiện bằng cách phủ lên bề mặt thép một lớp kẽm lỏng ở nhiệt độ môi trường bình thường tương tự như sơn. Ưu điểm của phương pháp này tiết kiệm công sức, lớp mạ kẽm có độ bám tốt, giá thành rẻ, không ảnh hưởng đến hình dạng, cấu trúc của thép. Mạ kẽm nhúng nóng là phương pháp mạ kẽm bằng cách nhúng vật liệu thép vào bể kẽm nóng chảy. Phương pháp này có ưu điểm là thực hiện đơn giản, lớp kẽm bám đều trên toàn bộ bề mặt sản phẩm, độ bền cao, khả năng chống rỉ sét tốt, bề mặt vật liệu nhẵn mịn, thẩm mỹ. Mạ kẽm điện phân là phương pháp phun trực tiếp hóa chất xi mạ đó lên bề mặt của sản phẩm bằng phún xung hoặc nhiều thiết bị khác. Ưu điểm của chúng là độ bám cao, lớp kẽm bám mỏng, nhẵn mịn nên phù hợp cho các chi tiết máy. Tùy thuộc vào môi trường sử dụng, nhu cầu khách hàng mà đơn vị sản xuất sẽ ứng dụng cách mạ kẽm thép phù hợp. Quá trình mạ kẽm diễn ra như thế nào? Thép có thể được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân. Trong đó phương pháp mạ kẽm nhúng nóng được dùng phổ biến nhất. Quy trình thực hiện bao gồm 4 bước cơ bản sau đây. Bước 1. Làm sạch bề mặt kim loại. Thép sau khi được chế tạo có thể dính các tạp chất, dầu, bụi bẩn trong quá trình lưu khó, vận chuyển nên cần phải được làm sạch để lớp kẽm có khả năng bám dính tốt nhất. Vật liệu sẽ được ngâm trong dung dịch tẩy dầu từ 10-15p. Sau đó tiếp tục ngâm vào dung dịch axit HCl nồng độ 8-15% để tẩy dì xét. Ngoài ra có thể dùng phương pháp điện hóa để làm tách mỡ trên bề mặt thép. Bước 2. Nhúng trợ dung. Sau khi làm sạch, Thép được nhúng vào chất trợ dung trong khoảng 320 giây ở nhiệt độ thường để loại bỏ hoàn toàn các ion sắt và mảng bám oxit hình thành trên bề mặt, đồng thời tạo ra lớp phủ bảo vệ ngăn ngừa quá trình oxy hóa. Sau đó, thép được sấy khô để chuẩn bị cho quá trình mạ. Bước 3, mạ kẽm nhúng nóng. Đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình mạ kẽm để tạo lớp xi si mạ kẽm lên bề mặt thép. Tiến hành nhúng hoàn toàn vật liệu thép vào bề mạ kẽm. Kẽm nóng chảy sẽ làm ướt bề mặt thép và xảy ra phản ứng mạ kẽm. Khi nhiệt độ trong bể mạ kẽm đạt tới mức nóng chảy 454C 465C, phản ứng mạ kẽm hoàn thành. Hoàn thành công đoạn mạ kẽm, thực hiện gạt xỉ trên bề mặt nóng chảy kết hợp dung để loại bỏ kèm thừa. Sau đó nhúng sản phẩm vào dung dịch chrome mặt để tạo lớp bảo vệ cho bề mặt. Bước 4, làm nguội và kiểm tra thành phẩm. Sản phẩm được làm nguội bằng bể nước tràn để bề mặt sáng bóng và đẹp mắt. Kỹ thuật viên quan sát bề mặt và kiểm tra độ dày của lớp xi si mạ bằng máy đo chuyên dụng để chắc chắn thành phẩm đã đạt yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật ưu điểm, đặc tính. Quá trình mạ kẽm mang đến cho vật liệu thép nhiều ưu điểm vượt trội gồm: giá thành thấp, chi phí sản xuất cho quá trình mạ kẽm thép thấp hơn so với việc sử dụng những loại phủ bảo vệ bề mặt khác. Vì vậy mà giá thành của loại vật liệu này cũng không cao. Đó là lý do thép mạ kẽm trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình có quy mô lớn. Độ bền tương đối tốt, lớp mạ kẽm giúp sản phẩm chống lại các tác nhân ăn mòn, hoen dỉ từ môi trường. Hạn chế phản ứng hóa học của các hóa chất với lớp thép bên trong, làm tăng tuổi thọ và độ bền của vật liệu. Theo nghiên cứu, thép mạ kẽm có thể đạt độ bền trên 50 năm ở môi trường thuận lợi và từ 20 đến 25 năm ở những môi trường khắc nghiệt như khu công nghiệp, ven biển. Tính thẩm mỹ cao, so với vật liệu thép thông thường thì thép mạ kẽm có bề mặt sáng bóng và tính thẩm mỹ cao hơn. Chúng cũng có nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn như màu sáng trắng, vàng cầu vồng, xanh, vàng, đen. Tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, các sản phẩm thép mạ kẽm có độ bền cao và tuổi thọ lâu hơn nên tiết kiệm được chi phí bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Ứng dụng của thép mạ kẽm. Bản chất của thép mạ kẽm là thép nên chúng vốn đã có độ bền rất cao. Sau khi được tráng kẽm, chúng sẽ có khả năng chống lại các tác động từ bên ngoài môi trường như mưa, đó, nắng, sự ăn mòn, độ ẩm, giúp gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Hiện, thép mạ kẽm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Có thể kể đến một số ứng dụng phổ biến gồm: Ứng dụng làm sàn đếch thay thế cốt pha sàn. Làm ống thông gió chung cư, nhà cao tầng, trung tâm mua sắm, nhà xưởng sản xuất xà gồ, sản xuất các loại ống hộp, ống cấp thoát nước, ống dẫn dầu dẫn khí hoặc để làm phụ tùng xe cộ. Sản xuất các sản phẩm dân dụng như thuyền nhỏ, hòm sắt, hòm đựng đồ, xô nước tưới cây. Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên, thép mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và nhiều ngành sản xuất. Đa phần các ngành nghề ứng dụng phương pháp mạ kẽm thép đều có nhu cầu sử dụng một lượng lớn sắt thép nhưng dễ bị rỉ sét, oxy hóa dưới tác động của môi trường. Điển hình như công nghiệp hóa chất, bột giấy và giấy Sản xuất thiết bị giao thông, thông tin liên lạc, chiếu sáng và vận tải. Với hơn 5 năm kinh nghiệm vững chắc trong việc cung cấp thép cho các dự án xây dựng, sản xuất và gia công, Anh Hưng Thép tự hào là một đối tác đáng tin cậy với sản lượng phân phối thép cực lớn tại miền Bắc. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm thép chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu về kích thước, độ dày và tính năng kỹ thuật. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và sẵn sàng tư vấn, chúng tôi luôn đảm bảo rằng bạn sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất cho mọi dự án của mình. Các đại lý các tỉnh hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ bạn trên con đường thành công và phát triển của bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.